Hello anh em, chào mừng em đã quay lại với kênh của mình ha. Thì vừa rồi mình đã có một cái chuyến đi bảo dưỡng chiếc Winner của mình. Thì cái chuyến bảo dưỡng đó nó đã cho mình rất là nhiều kinh nghiệm. Thì để trong đoạn vlog ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em về cái lỗi này, không biết gọi là cái lỗi hay sao ta, mà cái tình trạng mà chắc chắn chiếc Winner nào cũng phải gặp, từ Winner V1 của mình nè cho đến Winner XV2 và cả kể cả chiếc Winner X2023 V3 tại thời điểm hiện tại luôn, chắc chắn sẽ gặp điều này và mình hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích được gì cho anh em ha. Let's chia sẻ với anh em là vừa rồi là mình đi làm cái hệ thống chén cổ này anh em, chẵn ba và phuộc. Thì cái này là thường thì mà mình nhận biết bằng cách nào anh em? Thì khi mà anh em chạy xe thì anh em sẽ gặp một số hiện tượng sau đây và anh em cần lưu ý cho mình. Khi mà anh em gặp hiện tượng này thì chắc chắn là hệ thống lái của anh em nó đã có vấn đề rồi nha anh em. Thì khi anh em gặp hiện tượng này là một là anh em chạy anh em cảm thấy là tay anh em rất là run và tê. Thì nguyên nhân vì sao thì cái hệ thống lái của anh em nó bị sự cố. Khi mà anh em chạy anh em sẽ gồng tay rất là cứng. Mà gồng cứng trong một cái khoảng thời gian dài thì nó dẫn đến tay của anh em rất là tê. Đó là cái dấu hiệu thứ nhất. Cái dấu hiệu thứ hai là khi mà anh em chạy á, anh em qua ổ gà, một là ổ gà nè, hai là những cái đường mà có cái gờ giảm tốc á, thì anh em sẽ gặp một hiện tượng là nó sẽ kêu cụp. Cứ chạy thắng thắng gấp là nó cũng kêu cụp nè, hoặc là chạy qua cái gờ cao vậy nè là nó cũng sẽ kêu cụp và kêu rất là to. Đó là dấu hiệu thứ hai. Dấu hiệu thứ ba là phần phuộc của anh em. Phần phuộc này khi mà anh em chống xe nè, đây mình đây em để về nhà, anh em nhúng, anh em bốc thắng, anh em nhúng. Nếu mà nó hết hành trình phuộc á, anh em cảm thấy nhúng hết hành trình phuộc là chứng tỏ là phuộc anh em nó cũng xuống. Cái đó là thường cái bộ này là nó sẽ đi chung với nhau anh em, là chén cổ, chén ba và phuộc đó. Thì khi mà anh em gặp ba nguyên nhân này á, có ba hiện tượng này á, thì anh em cần mang ra những cái chỗ mà uy tín hoặc là những chỗ mà họ làm á, họ làm một lần là cả ba luôn để nó ok nhất ha. Đó thì mình tổng hợp lại, một á là tay anh em chạy nhiều trong anh em sẽ bị rung, hai á là chạy qua ổ gà thì nó sẽ kêu cụp cụp, và ba là phuộc anh em nhúng nó hết hành trình đó. Thì ba nguyên nhân nha anh em. Vậy nguyên nhân là gì mà khiến anh em gặp những hiện tượng trên? Thì chia sẻ với anh em là nó có rất là nhiều nguyên nhân, kể cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Thì theo mình thấy là nó sẽ gồm những cái nguyên nhân sau đây mà anh em hay gặp phải. Thứ nhất á, là do quá trình anh em sử dụng lâu ngày, là anh em chạy tầm 30.000 km á, đổ lên là lúc này là số km nó đủ nhiều rồi. Với lại gặp cái hiện tượng oxy hóa anh em, thời tiết á, thì cái khiến cho cái chén cổ của anh em nó bị rỉ sét và nó sẽ bị cứng đó. Thì tầm 30.000 anh em là anh em sẽ gặp hiện tượng này, hoặc là sẽ có một cái trường hợp giống như là anh em bị ngã xe hoặc là anh em té xe thì nó cũng ảnh hưởng tới cái phần chén cổ và phần chẵn ba đấy. Thì khi mà xe anh em nó đang về, nó gặp một cái lực đó anh em, khi anh em ngã nó sẽ tạo ra một lực rất lớn, nó đè lên cái hệ thống lái của anh em, hệ thống chẵn ba và hệ thống chén cổ anh em nó sẽ có vấn đề đó. Thì khi mà anh em gặp những cái hiện tượng như vậy á, hoặc là anh em tới cái khoảng thời gian như vậy, hoặc là anh em bị té xe ngã xe á, thì anh em cũng nên đi kiểm tra cho mình, vì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng. Nếu mà anh em ngã nhẹ, ví dụ anh em đổ xe về nè, đang đổ xuống thì nó chỉ nhẹ thôi, nhưng mà khi mà anh em, ví dụ anh em đang chạy mà anh em bị sàn hoặc là bị té thì chắc chắn là mình nghĩ chắc chắn 100% là sẽ bị. Và khi mà anh em chạy lại xe, cái cổ anh em rất là cứng, cực kỳ nặng luôn. Anh em chỉ cần bẻ cổ lái anh em chạy á, mà anh em nghiêng cổ lái nhẹ vậy nè, đó là cũng bị rồi đấy. Thì anh em cần để ý cho mình nha, khi mà anh em tầm 30.000 hoặc là anh em xảy ra một cái sự cố gì á về xe, ngã xe hoặc té xe, thì nên nên kiểm tra cho mình, để vì mình nghĩ chắc chắn 100% là sẽ bị.
Thì vừa rồi mình đã nói cho anh em về những hiện tượng và nguyên nhân. Vậy bây giờ làm sao để khắc phục cái này anh em? Thì đây là cũng là một cái câu hỏi mà mình nghĩ nhiều anh em sẽ đặt vấn đề khi mà anh em gặp. Thì mình bị thì mình phải đi sửa thôi anh em, điều chắc chắn. Nhưng mà phải tìm được một cái tiệm nào mà nó làm cả ba. Tại vì hôm bữa mình đi làm xe ở chỗ anh Cường anh em, thì anh Cường cũng có chia sẻ là mình nghĩ là cái này là cũng là một cái điểm chung thôi. Thì nhiều tiệm là họ làm full combo cho anh em luôn, là từ trên xuống dưới. Nhưng mà chỉ có một số tiệm là họ chỉ thay chén cổ cho anh em thôi, họ không đập vớt cái chặng ba. Đấy. Thì đâm ra là cuối cùng là xe của anh em nó bị kêu cụp. Mặc dù là cái chén cổ của anh em khắc phục được rồi, nó sẽ mềm hơn, nó mượt hơn, mà qua ổ gà, ổ voi hoặc là qua gờ giảm tốc nó vẫn kêu cụp đấy. Hoặc là nhiều chỗ họ chỉ làm cho anh em về phần chén cổ và chặng ba, nhưng mà họ lại không làm phụ đấy. Thì đâm ra là phụ anh em nó vẫn yếu, chạy qua ổ gà, ổ voi nó vẫn kêu đấy. Cho nên là mình nghĩ là anh em nên tìm những tiệm mà họ làm cả ba cho anh em luôn, là chén cổ, chẳng ba và phuộc. Đấy. Thì mặc dù mà khi anh em làm cả ba cái đấy thì chắc chắn là giá tiền nó sẽ rất cao, tầm đâu đó tầm gần 1 triệu bạc, đấy, gần 1 triệu. Nhưng mà bù lại cái chất lượng anh em nhận lại á, thì nó hoàn toàn tuyệt vời. Đó. Là gồm cả ba hệ thống này là nó đi chung với nhau anh em, từ đây xuống đây và xuống đây. Đấy, nó gồm 3 phần và nó đi chung với nhau. Thì khi mà cả 3 phần này nó đều được nâng cấp và bảo dưỡng thì lúc này là xe của anh em là nó sẽ vào tình trạng rất là ok và tuyệt vời nhất, và nó sẽ khắc phục hoàn toàn cái lỗi luôn. Đấy. Thì tùy vô anh em thôi. Mình nghĩ sẽ có một số anh em ở những nơi khó khăn á, thì sẽ khó khăn trong việc mà tìm những chỗ sửa. Nhưng mà ở khu của mình ví dụ Bình Dương hoặc là ở Sài Gòn anh em, thì rất là nhiều tiệm họ đã có hệ thống sửa chữa này rồi, cho nên là anh em không phải lo. Thì anh em cứ tìm những cái chỗ, hoặc là anh em ra chỗ thay chén cổ, anh em yêu cầu chỗ đó làm cho mình full combo là thay chén cổ, vớt là chẳng ba, khắc phục kêu cụp cụp và thay luôn dầu phuộc, là cả ba cái đó, thì chắc chắn xe anh em sẽ ok nhất ha. Đó. Thì giá thì nãy mình có nói rồi anh em, giá đâu đó tầm 800.000 đến 1 triệu tùy chỗ. Đấy. Thì anh em cứ tìm những chỗ mà uy tín và chất lượng. Và đặc biệt là anh em lưu ý phần bảo hành cho mình nha anh em. Họ làm với cái tâm và cái giá tiền như vậy, chắc chắn là họ sẽ bảo hành cho anh em. Cho nên là anh em cứ lưu ý về cái việc bảo hành. Bảo hành dài thì càng tốt, mà có bảo hành thì là ok, cứ vậy mà sử dụng thôi. Vậy thì có cái cách nào để khắc phục tình trạng này không? Thì mình vẫn chưa tìm ra cách. Tại vì mình thấy đây là cái hiện tượng xuống cấp theo thời gian của phụ tùng xe cũng như là cái chi tiết xe thôi anh em. Thì khi mà anh em chạy sử dụng ấy, giống như đầu video mình có chia sẻ với anh em thì nó sẽ xảy ra hiện tượng oxy hóa, hoặc là trong quá trình anh em sử dụng nó xảy ra một số sự cố, hoặc là anh em di chuyển trong một số đường mà nó xấu sóc thì dẫn đến là phuộc anh em nó cũng xuống cấp. Nghĩ cái này thì tới tầm 30.000 là anh em nên thay thế, tại vì mình vẫn chưa tìm ra cái giải pháp mà để khắc phục cái hiện tượng xe nó bị vấn đề như thế này. Đó. Thì hy vọng rằng là anh em nên bảo dưỡng thường xuyên, tầm 30.000 là mình nghĩ anh em nên ra những chỗ uy tín để làm, để kiểm tra, để nếu mà gặp sự cố gì thì anh em khắc phục ngay lúc đó luôn ha. Thì mục đích chính trong động lóc ngày hôm nay là mình muốn chia sẻ với anh em về cái cách bảo dưỡng cũng như là cái cách thay thế và sửa chữa khi mà anh em gặp sự cố ở phần hệ thống lái, thì gồm có là hệ thống chặng ba, phuộc và chén cổ. Thì những nguyên nhân và cũng như cái hiện tượng cũng như là cái cách khắc phục là mình đã nói ở trên rồi, thì hy vọng rằng là anh em sẽ có cái nhìn cũng như là có thêm một số thông tin kiến thức để anh em khắc phục, cũng như là anh em hạn chế gặp cái tình trạng giống như vừa rồi của mình. Thì hy vọng rằng là trong đoạn vlog ngày hôm nay là mình đã chia sẻ cho anh em những cái kiến thức bổ ích. Thì hy vọng rằng là sẽ gặp lại anh em trong những đoạn vlog tiếp theo về chia sẻ Honda Winner ha. Bye bye, và hẹn gặp lại anh em trong đoạn vlog tiếp theo. Bye bye.